Sở Đồ Gỗ Tùng Tám xin kính chào khách nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày 26 tháng 12 năm 2019. Thì trên màn hình quý vị, chúng tôi vừa hoàn thiện xong một chiếc bàn thờ ngũ phúc. Đây là mẫu bàn thờ ngũ phúc bằng chất liệu gỗ mít và đục chạm là dạ triện ngũ phúc, chứ không phải là những mẫu kia chúng tôi gọi là mẫu mai ngũ mai điểu. Đây là mẫu triện ngũ phúc. Thì bàn thờ này là chúng tôi hoàn thiện cho khách hàng ở tại Đồng Lạc, Yên Lập. Này, chúng tôi chuẩn bị bốc xếp xe, tôi có quay lại một video clip để giới thiệu đến quý vị khách hàng ai có nhu cầu đang muốn mua sắm những sản phẩm đồ thờ thì có thể tham khảo mẫu bàn thờ này. Đây là hình ảnh tổng thể của chiếc bàn thờ đây. Chiếc bàn thờ này có kích thước là dài 1m97 và cao 1m17 và sâu là 107. Tại trời nó đang mưa thì tôi có lướt qua một vài đường nét chi tiết cho quý vị thấy. Thì phần chính giữa này là có được chạm dạ này là rơi ngậm chữ thọ. Bên trên này có cuốn thư, có hoa và đây là rồng hóa, rồng trầu mặt nguyệt ở phần cổ trên. Thì toàn bộ sản phẩm này chúng tôi sử dụng chất liệu gỗ mita, 100% là chất liệu gỗ mita, mít quê. Mẫu này thì cũng đơn giản nên là quý vị sử dụng thì chúng ta lau chùi vệ sinh rất là dễ, không quá cầu kỳ. Chúng ta có thể kê trên tầng hoặc là những phòng thờ có diện tích nhỏ. Mọi người nhu cầu hãy liên hệ tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé, theo số điện thoại là 0957 50 86. Cơ sở địa chỉ tại Văn Phúc, Cầu Kiếm, Thọ. Tôi sẽ để lại hình ảnh chi tiết của bộ sản phẩm này với phần link mô tả website. Ok, xin chào mọi người nhé, hẹn gặp lại trong những video clip khác.